một set đồ vừa nữ tính nhưng mà không kém phần trẻ trung, phù hợp với các chị em mọi lứa tuổi. Đây chính là những sản phẩm mà ngày hôm nay Mai Anh sẽ giới thiệu dành cho các chị em, những tín đồ thời trang của Mega Fashion. Có thể thấy rằng một set đồ này sẽ được mix bởi hai sản phẩm. Sản phẩm đầu tiên là một chiếc áo hồng. Mà chiếc áo này thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có thể mix để cho ra nhiều phong cách khác nhau rồi. Và một item tiếp theo đó chính là một chiếc quần jean. Và một lát nữa chắc là Mai sẽ phải nói cực kỳ chi tiết về chiếc quần này đây. Bởi vì có lẽ là khi mà vừa nhìn thấy thôi á, là các chị em cũng cảm thấy là ôi, đây là một cái dáng quần thực sự là khiến cho chân của mình dài hơn rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ đón chiếc áo đầu tiên nhé. Với chiếc áo này thì với một cái tông màu hồng ấy, nhưng mà thường không biết là các chị em có một cái tâm lý là với những chiếc áo màu hồng thì mình sẽ hơi ngại ngại, mình nghĩ là sẽ hơi khó để hợp với màu da hoặc là hơi khó để mix đồ hay không. Nhưng mà mình tin rằng là với cái tông hồng phấn như là Mega Fashion mang tới này thì chắc chắn rằng là cái tông màu này nó cũng sẽ rất là sang và nó khiến cho chúng ta dễ dàng để mix với những cái gam màu khác nhau. Về những cái họa tiết này thì có những cái đường chạy chéo ở trong cái phần thân áo như thế này. Dáng tay thì là tay bo lại ở phần hai cổ tay nên tạo cảm giác là cái phần tay áo của mình nó đứng hơn, nó đứng và nó lên form hơn. Đó, trông thì có vẻ đơn giản đúng không, nhưng mà nó lại đẹp từ những cái chi tiết tinh tế như vậy. Và tất cả những cái khuy thì đều là chai mọi người nhá, đều là những cái họa tiết chai như thế này thì nó cảm giác là chiếc áo của mình nó xịn sò hơn rất nhiều. Chất liệu thì là tơ nến rất là nhẹ, rất là thoải mái để chúng ta di chuyển, chúng ta mặc đặc biệt phù hợp cho cái thời tiết mà bắt đầu nóng lên rồi. Đây là các chị em phải cân nhắc về sản phẩm ở đây, cân nhắc để mua sản phẩm này, rất là đẹp và rất là thoải mái khi mặc. Đây, còn bây giờ mới là đến ngôi sao của set đồ, cho mọi người nhìn qua này, đằng sau luôn. Nhiều người hay nghĩ rằng là với quần jean ấy thì chỉ phù hợp cho những bạn trẻ, những người mà tầm kiểu dưới trên dưới 20 khoảng đó. Nhưng mà Mai tin rằng là với các chị em của nhà Mega Fashion thì chúng ta hãy cứ tự tin với những sản phẩm mà Mai đang giới thiệu. Bởi vì mọi người có thể thấy cái dáng quần jean này sẽ phù hợp với các chị em ở rất nhiều độ tuổi khác nhau. Có thể là tầm 30-40 thì chúng ta vẫn có thể mặc thoải mái. Vì có rất là nhiều lý do nhá để khiến cho chiếc quần này nó trở nên hot hit như vậy. Đầu tiên này là về chất liệu. Chất liệu thì co giãn cực kỳ thoải mái luôn mọi người ạ. Nó không phải là bị bó đến mức là chúng ta mà khó chịu. Chất liệu rất là thoải mái, khi mặc vào thì dễ dàng di chuyển, bước lên bước xuống nhé. Và tiếp theo là về form dáng. Phần cạp cao này khiến cho phần chân của mình đã cảm giác là hách lên, hách được một chút rồi đúng không? Chân dài hơn. Và ống thì là ống suông. Nên là khiến cho chúng ta sẽ có cảm giác là che đi được mọi khuyết điểm cho phần đùi hoặc là cái phần bắp chân của mình. Và bên cạnh đấy nhá, thì cái việc mà cái form dáng thiết kế như thế này nó cũng rất là lịch sự, để chúng ta có thể làm mặc đến môi trường công sở của mình cực kỳ phù hợp luôn. Có những cái phần tỉa ở đây, như là nếu như mà mọi người có mix với áo phông ấy, áo phông trơn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc thắt lưng thì nó sẽ tạo điểm nhấn cho vòng eo của mình. Đó, mặc rất là dễ chịu luôn mọi người ạ. Và cũng không sợ là với cái chất liệu như vậy, đặc biệt là với những chiếc quần của Mega Fashion, thì chúng ta sẽ hoàn toàn không lo lắng ở cái việc khi mà đi đứng ngồi mình sẽ bị bùng ở phần đầu gối hoặc là ở những cái nếp gấp. Thì đây là những cái điều mà Mega Fashion có thể cam kết ở những sản phẩm với chất lượng cực kỳ cao mang đến cho các chị em nhà mình. Nên là chắc chắn là chúng ta cũng nên sở hữu những sản phẩm như vậy đúng không? Và chiếc quần này sẽ có size từ 26 đến 28. Nhưng Mai Anh thì mình đang mặc size nhỏ nhất là size 26 này. Đó. Và chị em có thể là nhớ mã số nhá, nhớ mã số để khi mà chúng ta mua các sản phẩm này sẽ được tư vấn cẩn thận hơn về size cho phù hợp với mình. Và nếu như chị em yêu thích này thì 9749 là mã của chiếc áo hồng mà Mai Anh đang giới thiệu, và 9674 là mã của chiếc quần các chị em nhé. Đúng là vừa nữ tính nhưng mà không kém phần năng động đúng không, mà lại vẫn rất là lịch sự và tôn dáng. Hy vọng rằng là ngày hôm nay Mai Anh đã có thể giúp cho chị em biến hóa thêm một phong cách nữa để chúng ta làm mới những chiếc áo sơ mi mà chúng ta sẽ mang về từ Mega Fashion, và cũng như là chúng ta tự tin hơn với sản phẩm quần jean,
những cái sản phẩm mà các chị em trung tuổi là thường hay e ngại. Hy vọng rằng là những cái điều đó có thể được mang đến cho các chị em. Và mình sẽ tiếp tục giới thiệu những item khác trong những video tiếp theo nhé.